Kính chào quý vị, hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hội thảo kiến trúc bảo tồn di sản và phát triển kinh tế đã chính thức khai mạc tại cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi ngày thiết kế Italia tại Việt Nam năm 2019, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 46 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Italia năm 1973 năm 2019. Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố thông minh và đô thị văn hóa, các diễn giả đã thảo luận, đặt vấn đề nghiên cứu, tiếp cận các di sản và quy hoạch thành phố trong bối cảnh hiện đại hóa, đồng thời định hướng hành động cụ thể, tập trung vào công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, bảo tồn di sản văn hóa. Khi nói đến các nước đang phát triển, thì quá trình đô thị hóa thể hiện rất rõ rệt. Do đó, rất quan trọng để bảo tồn những gì chúng ta đang có, không chỉ là bảo tồn những tượng đài mà còn phải xây dựng trên những thứ đã được xây, chuyển đổi những thứ đã từng được xây, khiến chúng trở nên tốt đẹp hơn. Đây là một cách khác để chống lại quá trình đô thị hóa. Cái xu thế về đô thị hóa, về cái tốc độ tăng trưởng, nó có cái khuynh hướng là lấn át tất cả những công trình kiến trúc và di sản văn hóa. Thành ra là Văn Lang là một trong những cái tổ chức ý thức được chuyện đó rất sớm và muốn rằng là cùng với các tổ chức quốc tế trong nước để chúng ta kịp thời bảo tồn những cái công trình giá trị còn lại. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là tâm huyết và dành nhiều công sức cũng như thời gian để duy trì và bảo tồn được những cái công trình văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh, và một hướng nào đó là tiếp tục phát triển một số cái công trình xuống cấp, nâng cấp nó lên để tạo thành những cái dấu ấn sau này cho thành phố. Tiếp nối hội thảo bảo tồn di sản và phát triển kinh tế, nhiều hoạt động nằm trong chuỗi ngày thiết kế Italia tại Việt Nam năm 2019 sẽ song song diễn ra như hội thảo kỹ thuật diễn ra vào ngày 10 tháng 9, hội thảo thương mại diễn ra vào ngày 11 tháng 9, diễn đàn giáo dục Việt Ý diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 10. Chuỗi hội thảo nhằm tăng cường đoàn kết hữu nghị, hợp tác song phương giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo.